Vâng, xin chào bác. Bác về cái kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua mang thương hiệu đến từ Mỹ, Cherokee. Thì riêng cái dòng Cherokee, dòng đốt xe đua thì em có vẻ rất nhiều trong thời gian vừa qua rồi. Thì đây là cái model mới nhất tại hiện tại, model S330 với cái tông màu vàng rất là nổi bật trên khung hình của bác đây. Thì trước đây em có về những cái mẫu dòng mẫu Cherokee giá tầm S100 đến S200 thì giá này S330 cao cấp hơn so với những mẫu trước đây. Và bây giờ xin mời anh đã giới thiệu chiếc xe. Vâng, đây là một trong những thương hiệu đến từ Mỹ, dòng Cherokee. Không còn gì đối xa lạ các bác nữa rồi. Em đã review và nói rất nhiều trong thời gian vừa qua những mẫu Cherokee. Thì cái tên tông màu là tông màu vàng chủ đạo, điểm nhấn, điểm chỉ đen trên khung xe. Cái model là model S330. Thích hợp các bác là thích cái tông màu sáng, màu vàng. Tổng thể xe đánh giá tầm 85% xe. Vì trong quá trình sử dụng xe không thể tránh khỏi một vài vết xước sát trên khung xe. Tổng thể xe cũng còn rất là đẹp. Khung nhôm của vốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe. Phút rồi bỏ chô bích ghi đông zoom 6061 alloy. Bên trái em sử dụng với tay lắp chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Càng nhôm vành nhôm hai lớp chính hãng của Cherokee nguyên bản theo xe, lốp chọc lốp cao cấp của Michelin, lốp Michelin lốp chọc. Cái model của xe là cái model S330. Thì những bác nào mà hay theo thường xuyên theo dõi video em giới thiệu trong thời gian vừa qua thì em về rất nhiều cái dòng Cherokee khung nhôm. Thì có những cái dòng xe tầm S130, S100 và S200 và S cao cấp hơn là S330. Tông màu khá nổi bật, cái tông màu vàng của đĩa Shimano Sora, gạt đĩa Shimano Sora. Và chiều cao đứng của khung xe hiện thì nó khung là size 48, tức là size S. Chứ là các bác ở M6 đến trên 1m7. Cọc yên chính hãng của Cherokee, làm sao yên xe có cái túi đi, về nguyên bản trong xe em vẫn để nguyên yên nguyên bản trong xe. Phủ đề Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với vành nhôm hai lớp chính hãng của Cherokee, lốp trọng chính hãng của Michelin, lốp cao cấp của dòng xe đạp đua. Vừa dành cho những bác ưa thích tông màu sáng em nhé, tông màu vàng rất nổi bật. Mẫu Cherokee đến từ thương hiệu Mỹ. Vâng, bây giờ xin chào chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip của Shimano Sora. Lên lip, xuống lip. Vâng, chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Bên phải em là đùi đĩa Shimano Sora, 2 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua dòng thương hiệu Cherokee, thương hiệu Mỹ. Và cái model của xe là model S330 với cái tông màu chủ đạo tông màu vàng, group Shimano Sora. Và xe có giá tốt với em là 8.8 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Mời hẹn các bạn vào chương ngày mai.